không phải chuyện viễn tưởng, đây chính xác là một thuật toán xóa bỏ hình ảnh của con người khỏi khung hình video ngay trong thời gian thực mà không phải xử lý bằng những phần mềm tinh vi. Chuyện các hacker có thể dễ dàng xâm nhập vào camera tích hợp trên laptop đã không còn là điều xa lạ. Để đối phó với tình trạng quyền riêng tư bị xâm phạm, nhiều người lựa chọn việc dán giấy, băng dính che chiếc camera nhỏ trên laptop của mình đi. Thế nhưng điều này sẽ khiến camera trở thành một công cụ thừa thải. Mới đây, một video được đăng bởi kỹ sư web của Google, anh Jason Mays đã mang lại lựa chọn mới cho những người sợ bị xâm phạm quyền riêng tư, nhưng không muốn dán bất cứ thứ gì lên chiếc laptop của mình. Đó chính là một phần mềm có thuật toán loại bỏ, được con người khỏi nguồn cấp dữ liệu webcam trong thời gian thực. Hay nói đơn giản hơn, phần mềm này khiến ta trở nên vô hình trước camera laptop. Thử nghiệm sử dụng phần mềm của Jason Mays, phần mềm này được phát triển bởi Kimodo trên JavaScript và TensorFlow, một nền tảng máy tính cho phép người dùng tận dụng kho dữ liệu Google để tự động xóa con người khỏi ảnh chụp. Tuy nhiên đây vẫn là phần mềm chưa hoàn hảo và cần cải thiện thêm. Mặc dù hiện vẫn được đánh giá là một ý tưởng khó ứng dụng thực tế vì nó cũng không khác gì việc che camera, thế nhưng nhiều người cho rằng nó có thể được triển khai trong một số tình huống đặc biệt và làm tăng cảm giác an toàn cá nhân khi dùng laptop. Video liên quan sự hiệu quả của phần mềm này sẽ giúp bạn không sợ bị hack camera nữa. Chẳng hạn, như khi các hacker khi truy cập vào webcam của một người có cài phần mềm này, thứ bọn họ nhìn thấy sẽ chỉ toàn là không gian trống rỗng hoặc đôi khi là một vạt áo, một cánh tay lơ lửng. Phương Dung, theo thế giới trẻ Let's Explore X, oi.